Cái vảy rồng, những cái vòng cung uốn lượn tạo thành con rồng châu Á. Không có làm đúng như vậy. Cô nó nói bảo vệ là sướng nhất. Cũng chưa chắc. Để coi dở cái khuôn ra làm sao nha. Chở khuôn này nó phình lên. Em xin kính chào đến tất cả chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi. Hướng bên đây là đi về chợ Bến Thành nè. Và trưa nay mà anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng trung tâm thương mại cũng như đi ra Nguyễn Huệ để xem hình ảnh phố gì đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024 hiện nó như thế nào ha. Bây giờ là cỡ 12 giờ hơn và chúng ta thấy du khách vẫn nườm nượp, họ cũng đi lòng vòng, không có ngại nắng ha. Trời nắng này đi vòng vòng thì rất là mệt. Hôm nay nhiệt độ rất là cao, nhiệt độ bây giờ khoảng 35 độ C luôn á, tiêu UV cực kỳ cao luôn. Đây là con đường Lê Lợi. Chỗ này có trung tâm thương mại Takashimaya, rất là lớn ha, rất là đẹp ha. Một trong những trung tâm thương mại lớn ở trung tâm Sài Gòn này. Rất là đông, tập trung rất là đông du khách, đặc biệt về đêm vào những ngày cuối tuần. Những ngày cuối tuần đi vô đây ăn uống là coi như là không có chỗ luôn á. Vua Lâm TV rút kinh nghiệm rất là nhiều lần rồi. Mỗi cuối tuần vẫn mà nằm nhỏ vô đây ăn là phải đi đi sớm á, chứ đi cỡ 7-8 giờ là coi như là giờ cao điểm đó, là không có chỗ rồi. Chúng ta đi qua đây thử. Và đây là khu mua sắm quần áo này. Sài Gòn Square nữa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì rất là đông xe cộ, thành ra ở đây người ta tốc kẹt liên tục mà. Quá trời xe luôn. Nhìn những hình ảnh này thì rất là giống ở nước ngoài ha. Xe hơi quá trời. Nhưng mà nhìn kỹ thì xe máy cũng không kém. Chờ bắn xe đi qua đường mà lâu quá. Kệ chúng ta đứng nhìn những hình ảnh đường phố ha. Xe nối đuôi liên tục ở con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này. Xe biển số vàng là xe taxi, xe doanh nghiệp, dịch vụ,
Còn xe biển số trắng là xe cá nhân. Sau này mới có quy định này. Anh chị nhìn xe mình cũng biết được xe nào xe taxi, xe nào xe cá nhân. Tại giờ có những xe taxi kiểu như người ta đăng ký chạy app á, nên thành ra không có biển vàng mình cũng khó phân biệt được. Đó, cầu bộ qua đường hơi là vất vả rồi. Ở Việt Nam thì cái vạch qua đường có như không có, nên thì mình thấy chỗ nào xe trống thì mình đi thôi. Ồ, này người ta cũng tô điểm cho ngày Tết với những hình ảnh Happy Lunar New Year nè. Hôm bữa là Tết Tây ha, hôm nay chuẩn bị Tết Ta. À, mình đi vô trung tâm thương mại cho nó mát. Chứ nắng quá thì anh chị nhìn cũng chói mắt. À, ngày nay làm gì phải cần có trình độ, người ta đi xin nhưng mà người ta cũng phải biết tiếng Anh nữa. Lee help me bonnet. Ủa, khối gì đâu ta, khối dữ à. Họ nhìn ra đường Lê Lợi với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khối quá trời luôn, xe cũng quá trời luôn. Ok, rồi ok, để điện thoại này của tôi. À, rồi, số điện thoại của tôi. Rồi, ok. Trưa nắng nực, nóng nảy, nực nội à, bước vào đây cái là như là thế giới, vô thế giới thần tiên vậy đó. Mà nó giờ không biết thế giới thần tiên sao. Nói chung bước vào đây là thấy tươi mát liền, khung cảnh đẹp liền, mệt mỏi xua tan. Nên ra có nhiều của chú anh chị ở các đất nước hải ngoại, không khí dịu mát, mát lạnh lạnh quen rồi ha, dễ thở. Này, về đây nóng lực quá, không quen, mệt mỏi luôn. Mình đi đường này, đi ké đường này để mình đi ra Nguyễn Huệ nha. Ở tầng này là bán mỹ phẩm không à.
quà Tết. Ở đây là mặt đường Butter. Đó, mình đi ké một đoạn nữa. À, nhớ hồi nhỏ, bạn đồng nhỏ cũng đi vòng vòng ở đây rồi chơi cái chiếc xe nhỏ nhỏ, xe hơi nhỏ nhỏ đẩy đẩy. Ở đó có cái dốc thảy thảy thảy. Lúc 3 tuổi ha. Giờ thì 8-9 tuổi rồi. Những video clip đầu tiên của Palom TV. Ồ, tính ra có nhiều của chú anh chị gắn kết cùng kênh Palom TV cũng khá là lâu rồi ha. Đây là nóng liền. Ok, có nóng có mát. Có vất vả mới thấy sung sướng ha. Đó, nhiều khi chúng ta mát mẻ quen rồi. Đi đâu cũng mát mẻ thấy cũng bình thường ha. Còn khi mà ra nắng thì mình mới cảm thấy cái chỗ mát nó sung sướng. Ở đây lúc nào người ta cũng trang trí cái tiểu cảnh phía trước tòa nhà hết á. Noel thì làm theo cái chủ đề Noel, còn Tết ta thì chủ đề Tết ta, còn Tết Tây thì là cái khung cảnh nó khác nữa. Đó, bên đây là mặt đường Butter nè, kế bên phía bên trái là khu chùa Trà. Đó, bây giờ mình đi ra Nguyễn Huệ nha. À, với khung cảnh này thì kênh Palom TV cũng rất ít đi bộ ở cái giờ này. Nhưng bữa nay là ngoại lệ ha, đi bộ vòng vòng để cảm nhận cái không khí Tết tràn ngập khắp các phố phường và để cập nhật cái khung cảnh đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024 với chủ đề Tết Giáp Thìn. Không biết con rồng năm nay thì nó sẽ như thế nào. Hôm nay tất nhiên là nó cũng chưa có hoàn thành, nhưng mà mình đi để mình thấy được cái tiến độ, để sống chậm ha, cảm nhận cái Tết nó diễn ra từ từ cho thấy cái không khí Tết nó dài hơn. Ở Việt Nam thì Tết vui nhất là những ngày trước Tết thôi, còn sau ngày mùng 1 thì coi như lúc đó là hết Tết rồi. Ở bên kia có quán kem Bạch Đằng. Ở đây em thấy có anh này anh bán nước nè. Cũng là như là công nhân của công trình này hay sao á, công trình Thương Xá Tắc nè. Ở ngoài trung tâm Sài Gòn này thì sự kiện được diễn ra liên tục, đặc biệt là những ngày gần Tết. Bữa là Tết Tây không, sự kiện của Tiger tài trợ ha, rồi sắp tới nữa là Sài Gòn Tourist đường hoa Nguyễn Huệ nè, sự kiện lớn đó. Còn mấy sự kiện nhỏ thì có liên tục. Ở đây người ta trồng thêm hàng me nữa, nhưng mà hy vọng là những cái me này nó sẽ mau lớn để che bóng mát. Chứ giờ nó mới có vậy, như mới ghim xuống thôi chứ chưa có
nảy tược. Mà đây tươi nước hình như thấy nước phèn lắm hay sao á. Mà thấy nước, thấy cái gốc của nó đỏ 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 nè. Nước phèn hay là đất đỏ Ba Giang. Đó, người Tây đi du lịch người ta không có ngại nắng ha. À, trời nắng này mà mình thấy người ta đi lòng vòng khắp nơi. Ngoài người Tây thì còn có Vô Lâm TV cũng không ngại nắng. À, đây chúng ta đi bộ lại đường Nguyễn Huệ đây. Đó, người ta rào lại để làm cái đường bông, đường qua. Đó, hồi xưa đây là cái vỉa hè phía trước Phương Xá Tắc. Đó, ngày nay là cái building gì đó mà chưa xong. Chỉ đạo tổ chức trên cái băng rôn người ta có để nè, chỉ đạo tổ chức là ủy ban thành phố, đơn vị tổ chức Sài Gòn Tourist, tài trợ bạc Vinamilk, Vietcombank, Pepsi, HD Bank, Red Bull, Vietnam Airlines, rất nhiều luôn. Nhưng mà cái chỉ đạo là ủy ban là lớn nhất, chỉ lớn nhất. Hôm qua đây là khu khách sạn Royal. Để đi lại đằng kia mình nhìn vô cái khu đường bông như thế nào nha. Chứ đi vào đây thì không thấy. Lại đằng kia mình qua giữa đường Nguyễn Huệ đó, mình nhìn hai bên. Để coi hé lộ hố lẹ làm sao. Làm YouTube này rất là thích, tại vì được tận hưởng, coi như là để khám phá, tận hưởng cái Tết, coi như là một trong những người mà khám phá đầu tiên luôn, tận hưởng đầu tiên luôn. Tới mà khai mạc đông đúc rồi thì coi như là chen chúc, mệt lắm. Mấy bạn này mới đi chụp hình về nè. Ngày nay việc thay đổi giới tính là cũng bình thường nữa. Hầu như là chúng ta thấy nam hay nữ gì cũng khó phân biệt. Như đây là tòa nhà Sinh Hoa nè. Ở phía dưới có quán cà phê. À, bây giờ mình qua đường nha, qua đường để ngắm đường qua Nguyễn Huệ. Những ngày đầu tiên khi mà đang bắt đầu. Giống như chúng ta đi cập nhật tiến độ công trình, giám sát công trình. Làm khâm sai đại thần.
những cái vảy rồng, những cái vòng cung uốn lượn tạo thành con rồng châu Á. Công phu ha. Mặc dù cũng chưa có tới đâu nhưng mà chúng ta thấy công trình này cũng rất là công phu nè, hoành tráng. Không có làm đúng cái cô nó nói bảo vệ là sướng nhất. Cũng chưa chắc. Giờ này là giờ các anh công nhân anh nghỉ trưa ha. Giờ nhìn chưa có ra cái hình dáng của con rồng. Nhưng mà vài bữa nữa sẽ rất là nổi bật. Nhìn qua nhìn lại mấy cái vòng cung uốn lượn ha. Rất là nhiều những khung sắt. Đứng ở góc độ người này thì nhìn người kia sung sướng. Đứng góc độ người kia thì nhìn qua người này nói người này sung sướng. Nhưng mà ai cũng có một cái hoàn cảnh hết trơn á. Mỗi người có một cảm nhận riêng về cuộc sống, hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mình vất vả hay là sung sướng gì thì do mình ha. Cảm thấy nó hạnh phúc là nó hạnh phúc, còn cảm thấy nó vất vả là nó sẽ đau khổ. Ai cũng trải qua cái sự vất vả thì mới cảm nhận được cái hạnh phúc sung sướng. Về công việc thì mỗi người mỗi khác, mỗi công việc mỗi tính chất đó, nên thành ra cũng khó mà nói công việc nào sung sướng hơn công việc nào. Quan trọng là nó mang lại cái gì, cái điều hạnh phúc gì cho bản thân mình thôi. Theo Vinam TV cảm nhận là vậy ha. Không biết anh chị và các bạn thì như thế nào. Cái bánh này nghe mùi thơm ghê luôn. Một bịch vậy là bao nhiêu hả chị? 30. Dạ, tôi bán em một bịch. Bánh này là bánh kẹp em. Bánh kẹp. Nghe mùi nó thơm quá. Cảm ơn chị. Cái gì làm ra mùi thơm đó chị? Cái bột gì mà ra mùi thơm vậy? Bột năng. À vậy hả? Kẹp lại trong cái khuôn vậy. Làm TV mở hàng một cái là khách vô quá trời. Để coi dở cái khuôn ra làm sao nha. Cái này.
chở khuôn này nó phình lên. Chị dở thử cái này coi nó nổi lên chưa. Chưa em. Chưa hả? Mấy phút lận hả? Nói chung là chị độ độ độ. Độ độ. 3 phút. Rồi, cảm ơn chị. À, rồi chúng ta đi một vòng nữa ha, lại một vòng nữa về. Nắng quá rồi. À, cái bánh này rất là thơm nha, nghe cái mùi của trứng gà, chị nói cái mùi của trứng gà mà vừa lên tôi cảm nhận cái mùi đó. Ngọt ngọt nó sao sao khó tả. Bánh ăn giòn giòn rất là ngon. Đây khu tòa nhà sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Tòa nhà Tham Qua. À, rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cùng với Lâm TV đi dạo lòng vòng các con đường ở Sài Gòn để mình cảm nhận cái không khí Tết như thế nào ha. Một lần nữa cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã luôn ủng hộ theo dõi với Lâm TV mỗi ngày. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại chị và các bạn trong những video clip lần sau.